cánh quạt này nhanh quá nhờ, cao nữa hả? Bay nhanh quá nhờ, bay chậm thôi, bay chậm thôi anh ơi. Ui ơi, chắc đang chim ấy. Đó là thua rồi. Ui giời. Sao đi anh? Bay nguy hiểm quá. Đấy, cứ rà thế thôi. Ôi giời ơi, ôi. Cũng đẹp bằng em hôm qua rồi. Ui giời, cắt nước đi rồi. Anh ấy là như kiểu là phanh. Cái cánh quạt chạm nước rồi. À, chú ơi, cái này là nguy hiểm nhá, xốp này ngấm nước. Cánh quạt này to hơn cánh quạt kia hay sao? Ừ, cánh quạt này to hơn. Xốp này ngấm nước, cháu bị ngấm nước hôm nay. Nghe nhẹ này. Từ buổi sáng là lặng, không lên nổi nữa. Con này bay trên cạn thì ổn. Thế rồi còn gì là thủy phi cơ bay trên cạn thì ổn nó. Ông để chống thấm với phao. Chống thấm phao đi bác ạ, cháu là hôm nay là. Lái trong này này, lái trong này.